bánh luôn. Xe này hai cầu nữa các bạn. Giật. Mình xin mến chào các bạn. Mình ghi hình chiếc kho 4.6 kéo thuốc lá vàng nha các bạn. Xe này hai cầu. Giờ anh em mình đang dắt lên. Nay lâu rồi mình không có ghi hình nha các bạn. Nay thuốc lá thành ra nó anh em mình làm thuốc lá nó không có ghi, nay mình ghi cho các bạn xem. Đồng này đồng xuân lễ luôn nha các bạn. Vậy thuốc mà lại chim quay nữa kìa, đọc không? Xe bắt đầu phớn không các bạn. Lá này thì nó giác thì cũng xe nó đi tới vậy. Đi theo thớt nha các bạn. Cái thuốc lá này thì trong đất nó khỏe lắm mà ra thì có đường xe nước rồi, với nhiều khi mấy cái mương rồi nó cũng hay bị sụp lúng nha các bạn. Với lại đường kinh nó hẹp, cái thuốc lá thì các bạn thấy là chắc đầy như xe rơm vậy. Nó thì không nặng mấy, xe chừng 4-5 tấn thôi. Đường nó đi nó hiu nó bồng vậy lắm. Bắt đầu tiếp tục tới các bạn. Thuốc lá thì còn đám ra rất là khỏe mà, chỉ có cái đường là nó khó thôi. Giờ anh em tôi dắt xong nha các bạn, tôi về. Xe bắt đầu nổ máy, bánh đang nằm dưới mương các bạn. Mà mương này lót cây rồi. Đầu xe đi. Quá, dở bánh luôn. Xe này hai cầu nha các bạn. Giật. Cái thuốc lá này thì trong đất nó qua khỏe lắm, chỉ qua mấy cái mương sâu dưới đường xe nước các bạn. Đường xe nước là đi nổ lắp cầu luôn các bạn. Dưới bờ kinh hẹp. Xe này thì lát ra bờ kinh nè. Mà mình còn mắc đi làm nữa, ra mình không có ghi cái bờ kinh hẹp cho các bạn xem được. Mình xin được kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái clip sau. Xem nhớ đăng ký ủng hộ kênh và bấm nút chuông thông báo cho mình một like nha các bạn. Chúc các bạn một ngày xem video vui vẻ. Đi mấy đường kênh này là giật dữ lắm nha các bạn.